Từ thành phố Vũng Tàu xuống huyện Xuyên Mộc, không biết là Ngọc Diệu sẽ chọn con đường nào, con đường quốc lộ 55 hay là con đường ven biển vậy? Ngọc Diệu có thể trả lời ngay, đó là Ngọc Diệu rất là thích con đường ven biển, bởi vì tuyến đường này còn được ngắm cảnh nữa thưa quý vị. Và Minh Thư thì cũng giống như Ngọc Diệu vậy. Và Minh Thư tin chắc là rất nhiều người trong số khán giả đang theo dõi chương trình cũng chọn tuyến đường ven biển Vũng Tàu Xuyên Mộc. Và ai đã từng đi trên cung đường này thì đều cảm nhận được những điều thi vị mà tuyến đường này mang lại. Tuyến đường ven biển Vũng Tàu Xuyên Mộc chính thức đưa vào sử dụng năm 2006 với tổng chiều dài toàn tuyến là 61 km. Tuyến đường này đi qua những huyện duyên hải của Bà Rịa Vũng Tàu và kết nối với tỉnh Bình Thuận, trong đó đoạn qua huyện Xuyên Mộc dài nhất, gần 30 km. Kết nối các địa bàn, tuyến đường ven biển còn kết nối các điểm du lịch tuyệt mỹ như Satori Hồ Tràm, Capelina hay Hồ Tràm Strip. Một điểm đến mà nhiều du khách lựa chọn trên cung đường này chính là biển Hồ Cốc. Ở đây du khách có thể tận hưởng không gian xanh của biển, của rừng phi lao, rừng tràm. Biển Hồ Cốc còn là một trong những địa điểm chụp ảnh đẹp, đặc biệt là những đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới. Theo một người dân bản địa, từ khi tuyến đường ven biển hình thành, du khách tìm đến biển Hồ Cốc để chụp ảnh ngày một đông, có khi lên đến hàng trăm khách mỗi ngày. Em là người ở Đồng Nai xuống chơi, thì thỉnh thoảng thì em cũng có đi qua những tuyến đường gần biển như thế này. Thì cảm thấy là ở một bên là biển, một bên là núi, thì cảm thấy cái cảnh nó rất là đẹp, cái view rất là đẹp. Và bình thường thì em thấy cảnh ở đây thì nó vẫn còn rất hoang sơ. Thì em thì đi cùng với nhóm bạn của em, nhưng mà nghĩa là đi khi mà đi thấy cảnh đẹp thì cũng dừng chân lại để lưu lại những khoảnh khắc. Cảm nhận của em thì con đường rất là đẹp. Với cái thứ hai là khí hậu, không khí rất là mát mẻ. Cái thứ ba em thích cái nữa là ở đây rất là vắng vẻ. Cho nên là mình đi mình rất là cảm giác là mình rất là thoải mái, mình giống như hòa nhập với lại thiên nhiên vậy đó. Chạy dọc theo con đường ven biển hơn 30 km, đâu đâu du khách cũng có thể thỏa sức chụp ảnh từ những bãi cát hoang sơ, những hàng chương rợp bóng và những bãi đá với sóng nhấp nhô. Làng chài ven biển và những con đường hoa nằm trên địa bàn xã Bình Châu chắc chắn là vị trí tuyệt vời để du khách lưu lại khoảnh khắc thăng hoa cùng cảnh quan môi trường Xuyên Mộc. Sau chuyến du ngoạn tại huyện Xuyên Mộc, khi qua địa phận xã Phước Thuận, du khách còn được ngắm nhìn những cánh đồng dưa lưới, dưa lê bạt ngàn. Đây cũng là món quà đậm chất biển Xuyên Mộc mà du khách có thể mang về làm quà trong hành trình khám phá con đường ven biển. Và còn nhiều nữa những điểm dừng chân trên cung đường ven biển để du khách lưu lại khoảnh khắc thăng hoa cùng cảnh quan môi trường Xuyên Mộc như cầu Hồ Đắng, Hồ Tràm.